Xin chào mừng các bạn đến với một cái chiến dịch tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totoro Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một cái phe phái mới trong cái phiên bản này. Một cái phe phái mà nhiều anh em kêu nhất. Vâng. Đó là tộc Slaver. Tộc Slaver là những cái người ngày nay thuộc vùng đất gọi là Nga, Ukraine. Cái tộc của chúng ta đang chơi này thì ngày nay chính xác là thuộc Ukraine và Belarus gì đó thì phải. Cái vùng đó Belarus gì đó. Đây, còn cái tộc này thì nó các nước Slav nó thuộc vùng Baltic. Đây thì là Nga và Ukraine. Cả Belarus nữa. Cái tộc này thì nó cả thêm một ít ở Romania nữa. Đấy. Nói chung thì đối với các tộc Slaver ngày nay ấy, các Slaver thì đặc điểm là quân của nó rất là cùi các bạn, đánh rất là khó. Cái thứ hai nữa là nó lại ở một cái vùng quá nguy hiểm khi nó xung quanh toàn các cái nước, các cái phe du mục Hung Nô ấy. Và anh em kêu là không biết làm nào để chơi được cái chiến dịch của mấy anh Slaver này. Đấy, thế thì thôi mình cũng sẽ gọi là làm một cái chiến dịch mang tính chất để chia sẻ với anh em cái tộc Slaver này. Và bởi vì anh em kêu là rất là khó nên là mình sẽ chơi được khó cuối cùng, đó là huyền thoại, để nó có một cái sự chia sẻ cao nhất cho anh em. Với cái tốc độ khó này thì các bạn cũng phải biết rằng là chúng ta sẽ không thể làm gì được cả, không thể điều chỉnh, không thể quan sát được kẻ thù, và mọi thứ đều ở mức khó nhất. Đã đây, thử thách bắt đầu là rất khó các bạn. Cho các ba tộc Slaver thì cái tộc này dễ nhất này, bởi vì nó được cộng cái này. Đối với Slaver nó đều được cộng là giảm 50% phí xây dựng này, không hao tổn như tuyết rơi. Và Nga thì làm sao mà nó sợ tuyết được, không có phí khi chi thuộc địa, có nghĩa là bạn khôi phục một cái vùng nào đấy thì bạn sẽ không tốn nhiều tiền lắm đâu. Nhưng mà đây, phe này thì rất tuyệt, nó được cộng rất nhiều thứ. Phe này thì nó được cộng vào nó, cái phe này này, sự tự do của bầy sói này, nó sẽ hỗ trợ tấn công cận chiến, phòng thủ cận chiến và sát thương cận chiến khi các bạn đánh nhau ở trong rừng và trên sông, và cả hai cái đấy thì mình đều không giỏi. Thế nó mới đau đầu. Và chủ yếu mình đánh trên địa hình thảo nguyên hoặc là địa hình mở thì bị trừ rất là nhiều về sát thương cận chiến, cũng như là sát thương cận chiến khi chiến đấu trên thảo nguyên hoặc địa hình mở đấy. Nên là rất là khó để chơi cái tộc này, trong khi cái thế mạnh của mình thì là cái điểm nó bị trừ. Nhưng mà thôi chả sao cả, mình sẽ bắt đầu chiến dịch này và với độ khó huyền thoại. Những cái chiến dịch nào mà nó khó quá thì mình sẽ làm ở mức huyền, anh em kêu khó quá mình sẽ làm ở độ khó huyền thoại. Nói chung cái bộ phim này thì mình đã xem nhiều rồi, mình chẳng cần anh em phải anh em biết rồi. Nó giới thiệu về các cái tộc cùng với mục thôi. Vâng, sống sót đến năm 400. Vâng, nhiệm vụ đầu tiên. Ban đầu vào thì chúng ta có hai cái làng, đó là vùng làng này và làng này, vùng này. Xung quanh chúng ta đây có các tộc Slaver khác. Vâng, mà mình muốn xem là cũng được đấy. Xem là ông vua này vệ quân không dao động. Thái tử bổ sung quân, nó hồi quân nhanh à. Con gái. Rồi, chúng ta sẽ cần một đô đốc, một thống đốc. Thẩm quyền của cả các công trình thương mại. Thương gia, chiến binh. Nhưng mà mình đâu có thương mại nhỉ. Thằng này nó là vệ quân không dao động đâu nhỉ. Đây à, thẩm quyền này. Nó sẽ tăng public order, sĩ khí cho đạo quân chỉ huy. Cho nó bổ nhiệm nó đã. Cho thằng này nó làm thống đốc vùng này. Rồi. Đấy là vấn đề nội chính của chúng ta. Về vấn đề công nghệ thì mình đề nghị các bạn nâng cấp ở đây đó, để nó giảm phí tuyển cho các đơn vị bộ binh cận chiến. Các bạn phải giảm phí xuống thì các bạn mới sống được. Còn bây giờ thì ban đầu này, xung quanh chúng ta thì có các tộc Slaver. Và như các bạn đã biết,
và đây Hungno. Và bây giờ chúng ta phải làm thế nào đó để tăng được các cái điểm ngoại giao với các cái phe phái xung quanh. Thằng này thì đang cải thiện này. Thằng này mình đang chơi. Bắt đầu bằng thằng này xem nào. Greetings. Speak plainly and without idle purpose. Không chịu à? Quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao để thân thiết được với Hungno đã. Hay ít nhất là không để nó ghét. Thì chúng ta sẽ đề nghị cùng tham chiến chống lại một cái phe phái mà Hungno nó chiến tranh. Đấy, là cái thằng gì đây? Ôi trời ơi. Chúng ta sẽ cải thiện được cái điểm ngoại giao với Hungno này. Mình xem còn các cái phe... Đối với các phe phái khác, nếu chúng ta chưa thể có điểm chung gì thì chúng ta sẽ tặng quà cho chúng nó đó. Kiếm một tí sàng này. Thang điểm ngoại giao. Suy yếu do chúng ta chiến tranh với thằng Ostrogoth, mà Ostrogoth thì hình như là thân với thằng này. Thằng này nữa, chúng ta cần phải... You are welcome. Although my ancestors and people expect talk with purpose and honesty. Như thế này. Cao à? Đòi là tí tiền thôi nào. Chịu à? 500. Hay quá. Đó, chi cho mình ít tiền rồi. Được thêm một ít tiền, hay quá. Thằng này. Thanh niên này à? Chắc mình... Chắc lại phải cho tí tiền thật. Hay quá. Ta cải tiến. Thanh niên này chơi phát đã. Thế thôi, chúng ta sẽ không thêm nhiều hiệp ước nữa. Về mặt ngoại giao ban đầu có lẽ là như vậy. Tạm ổn rồi. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ phải bổ sung thêm quân cho các đơn vị quân này. Đây, mình nghĩ là cần phải có thêm quân đã. Và nâng cấp cái công trình này lên. Công trình này nó sẽ bổ sung thu nhập của cải từ tất cả các cái công trình trong tỉnh. Vùng liền kề nữa. Rất cần tiền đấy. Bước đầu như vậy đã. Để xem lượt tiếp theo như nào. Xem tình hình thế giới sau lượt này nó như nào đã. À, chúng ta chưa... Đây. Hỗ trợ thì ban đầu bạn cứ hỗ trợ cái này, nó tăng grow và giảm phí xây dựng. Thì ban đầu chúng ta rất cần những cái đó. Tốc độ phát triển và phí xây dựng. Cố gắng làm sao đừng để mấy thằng Slaver nó, à mấy thằng du mục nó đánh. Thôi cũng mất ít tiền cho nó vậy. Nó đánh nhau với thằng nào thì mình cứ ngoại giao đu dây một tí vậy. Ngoại giao đu dây một chút vậy. Cho cô con gái của mình lấy thống đốc ở đây. Để gia tăng ảnh hưởng cho phe phái của mình. Bây giờ thì cái thằng nó thân hơn mình một chút xíu rồi à? We will speak together of whatever you wish. But bring words that can... We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. Nó không chịu. Mất 4.400 à? Xem liệu có khá khẩm hơn được không? Căng đầu ghê nhỉ? Thanh niên này suy yếu à? We will gladly listen to your offers. But do not wrap them in lies. A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Tốn tiền thế. Thanh niên này xem nào. Sao vẫn cứ phải thêm tí tiền đấy cho bôi trơn nữa. Hungno. Mình đã cải thiện được ngoại giao với Hungno rồi. Hungno nó còn chiến tranh với thằng Đông Nam Mã nữa. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. The Lord knows. Cao à? Đòi là tí tiền lại xem nào. Chịu à? 500. Ồ, tốt rồi. 700.
Ồ, tốt. Chúng ta đã gỡ lại được tí tiền rồi. Như vậy thì mình sẽ tăng điểm ngoại giao với cả Hung Nô nữa. Rồi. Greetings. Speak plainly and without Cho nó tí idle tiền nữa. purpose. Vụ này cứ phải tiền vào mồm mới xong được. Xem tình hình như thế nào đã. Rồi. Mấy cái vụ này cứ phải có tiền đập vào mồm thì mới xong được. The Cái hiệp ước không xâm lược à? And... Không. Mình không nên ký nhiều hợp ước với các tộc Slaver, bởi vì nếu không nhầm thì các cái phe phái du mục nó sẽ đánh mấy thằng Slaver hết. Và mình chỉ giữ quan hệ làm ăn thôi. Gọi là đối tác chiến lược ấy. Chứ không có liên minh phòng thủ hay đồng minh quân sự gì cả. Nói chung là đối tác chiến lược thôi. Một tình thế khó xử sớm muộn sẽ xảy ra. Rồi, chúng ta đã lấy được thống đốc này thì khá là ngon rồi. Ảnh hưởng của phe chúng ta tăng lên rồi. Bị trừ trị an, tăng đoàn kết và tăng trung thành. Tạm thời mình cứ yên ổn cái vùng này đã nhỉ. Bây giờ chiếm thêm đất thì cũng không thêm được bao nhiêu tiền cả. Tiền thì cũng hết mất rồi. Thanh niên này chiến tranh Hung Nô à? Vậy thì có việc để làm rồi. Ba cải tiến. Chui đâu ra thêm một thằng... Speak. I will listen. Cho nó tí tiền nữa. I turn you inside out. Tăng cái điểm ngoại giao lên. Thằng này sẽ bị tiêu diệt trước này. Có thể mình sẽ mấy thằng này nó sắp cử quân xuống khu vực phía dưới rồi. Còn thằng này thì mình chưa hiểu nó đi đâu, làm gì. Let your words move me to anger or agreement as you wish of them. Nó không chịu đánh nhau mấy thằng này đâu nhỉ. Thôi từ từ, bây giờ bắt đầu tích tiền đấy. Điểm ngoại giao của nó với mình nó tăng rồi. Mình cứ để từ từ đã. Giai đoạn đầu này, giai đoạn khởi nghiệp không cần vội vàng. Hung Nô nó sẽ kéo xuống phía Nam xử đẹp cái thằng kia rồi, chắc chắn luôn. Thằng đấy hình như nếu không nhầm đã từng là vừa lần trước nó là chư hầu của thằng Hung Nô mà. Mà đến mùa đông giá rét rồi. Một con cừu đội lốt người La Mã. Đã như đã hứa, đã được đến trước mặt ngài để xác định vị trí của mình. Hắn tuyên bố là một vị tướng có khá có uy tín của La Mã. Nếu điều này là thật, có chắc là chúng ta từng quen biết hắn từ trước. Dù sao đi nữa, hắn đề nghị thuyết phục sự ủng hộ của đế chế nhân danh chúng ta. Chúng ta cho phép hắn trở về. Rất nhiều nghi ngờ vào khuất mắt sự lựa chọn cuối cùng là của ngài. Hỗn láo này, tướng La Mã này. Chúng ta đang chiến tranh với La Mã thì việc gì chúng ta phải gửi quân về. Sao? Thằng này đang bị chiến tranh bởi Hung Nô đúng không? Bây giờ là ngoại giao này. Thằng này bị chiến tranh với mình biết cay mà. Sớm hay muộn bọn này nó sẽ chiến tranh. Hung Nô thì nó chuẩn bị tiến xuống đập thằng này rồi. Cứ để xem tình hình thế nào đã. Sớm hay muộn mấy thằng Slaver này cũng sẽ bị chiến tranh. Bây giờ
Chúng ta có lên ngoại giao đu dây không nhỉ? Thằng này khá nhiều quân. Thằng này thì nó lại đang thân chơi với mình, mà thằng này thì lại chiến tranh. Thật là khó cho một cái thế giới không phẳng. Cộng 4 rồi. Từ từ. Mình chắc cũng chưa đủ tiền để phát triển thêm thuộc địa. Không biết có nên không nhỉ? Khôi phục thêm thuộc địa và khôi phục thuộc địa mới à? Thằng này nó chưa đi xa hẳn. Mà điểm ngoại giao mình và nó lại không tăng rồi. Như vậy thì không yên tâm lắm. Tốt rồi. Thằng này đang cải tiến với hung nô xem nào. Được. Chúng ta cần đảm bảo an toàn đã. Cần một sự an toàn nhất định. Từ từ chúng ta sẽ khôi phục các cái vùng đất của Slaver lên. Chiến tranh với các phe La Mã là một cái điểm cộng hầu hết với tất cả các phe phái khác, bởi vì La Mã gần như bị tất cả các phe phái tấn công. Ký Diệp Quốc không xâm lược à? No. Chúng ta đang phải cái thằng Alan nó đang trên đất của mình này. Và chưa biết được chiến tranh sẽ lúc nào xảy ra. Một cái hiệp ước như vậy dễ mất lòng lắm. Giảm nghiên cứu dân sự trong 80 lượt cơ. Tăng nghiên cứu vào quân sự và tăng kinh nghiệm tuyển dụng. Ready for battle. Mình thì đang nghiên cứu về nhánh quân sự đây. Đây nữa. Dân sự thì mình cũng chưa có điều kiện để nghiên cứu. Đối với Slaver thì gần như lượt nào các bạn cũng phải xem điểm ngoại giao như nào. Thằng này đang suy yếu à? À, không sao. Thằng này bị chiến tranh với cả hai tộc Slaver rồi. À, du lục mục rồi. Mình đang cải tiến quan hệ ngoại giao với tất cả các phe rồi. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts. Để nó quý mình hơn, gặp nó cái là phải đút lót ngay. Ostrogoth à? Guardian. Thằng Slaver này thì chắc sắp dẹo rồi. Bị hai thằng này nó đập, cả thằng này nữa nó đập thì chắc sắp dẹo rồi. Dù là thằng ở đây rồi, một vùng đã bị đốt cháy. Bây giờ thật là khó khăn, có lẽ mình phải khôi phục cái thành trên này lên ạ. Besieging settlement. Có điều là mình hết mất tiền rồi. Phát hiện ra phe phái mới à? Cho nó tí tiền vậy. You are welcome, although my ancestors and people. Rồi điểm ngoại giao không bị trừ là được. Không là nó đánh cho thì lại SML. Cố gắng duy trì hòa bình. Giai đoạn khởi nghiệp này cứ giai đoạn duy trì hòa bình.
chúng ta có thể tăng số lượng các quân đoàn và hạm đội lên 4 điểm à. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái thằng này này. Đang cải tiến. Lại đang suy yếu rồi. Suy yếu. Suy yếu. Cải tiến. Trung lập. Cho nó tí tiền á. Chúng ta sẽ không ngu gì mà tham chiến các bạn. Cải tiến rồi. Thanh niên này. Mình sẽ đề nghị cùng tham chiến. Chấm lại thằng này. Rồi. Chúng ta sẽ tăng điểm ngoại giao với nó lên đã. Thằng này thì tít ở dưới này chắc bị mấy thằng hung nô nó đốt cho sắp chết rồi. Không sợ. Tăng luôn cả điểm ngoại giao với hung nô. Đang cải tiến. Nhưng mà... Do not waste words. My people are worthy of better. Ôi dồi, nó đòi lắm tiền thế. Từ đó nha. Khôi phục cái vùng này lên đã. Ready for order. Và cái vùng này thì chúng ta... Ôi, không có tiền thì phải. Không có tiền đâu. Cố gắng duy trì giảm phí tuyển dụng bộ binh cận chiến, tăng đạn dược và luyện rìu lên đã. Giai đoạn đầu mình đã chọn nghiên cứu vào quân sự mà. Bây giờ là chính sách ngoại giao đu dây. Mấy thằng du mục, một hai cái trại du mục ở đây, nó sẽ đánh xuống đây. Thống đốc. Ơ à, thống đốc này. Thật là khó khăn nhỉ. Tiền kiếm được đồng nào toàn phải đi đút lót thế này. Nhưng mà chúng ta có hai sự lựa chọn. Hoặc là chúng ta sẽ chết, hoặc là chúng ta phải bỏ tiền ra để mua quân, hoặc là bỏ tiền ra để đút lót. Không có sự lựa chọn nào khác nữa cả. Hoặc là bạn bỏ tiền ra để mua quân đội phòng thủ, hoặc là bạn bỏ tiền ra để đút lót, để duy trì hòa bình. Sống trong một cái thế giới mà đầy xã hội đen như thế này thì không thể... không thể nói chuyện một cách sòng phẳng được. Chúng ta buộc phải sinh con ngoài giá thứ. Bây giờ thì gớm thật. Warriors all. Chiến tranh hung nô à? The gods will have me listen to you, but thôi cứ để hung nô nó giải quyết thằng này. Mình sẽ khôi phục lên Alan. Khá thân thiết với mình. Thằng này thì hai thằng này đang chiến tranh với nhau. Đang cải tiến rồi, tốt. Thằng này cũng đang cải tiến nhưng mà không thân lắm. Mấy thằng Slaver này thì nó không... Do mình chơi với bọn du mục nhiều quá nó cũng không ưa mình rồi. Rút quân về đây đã. Kiểm soát cái vùng này được rồi. Chính sách ngoại giao đu dây. Let your words move me to up. Ký được cái hiệp ước này với hung nô thì rất tuyệt luôn này.
chưa đủ điểm ngoại giao để có thể ký được. Tòa này sớm hay muộn cũng bị dẹo thôi, bị mấy thằng du mục nó xuống nó đập thôi. Ai ai, cuộc sống thật là khó khăn. Ký hiệp ước không xâm được á? Không. Rất nhiều anh em hỏi mình là anh ơi tại sao cái em chơi cái phe của em mặt nó rất là xanh với cái thằng đấy mà tại sao lượt sau nó lại tuyên chiến với em, hay là anh ơi tại sao em nữa mặt em xanh với nó lắm mà em đề nghị giao thương với nó bao nhiêu kiểu mà nó cũng không chịu giao thương với em. Những cái câu hỏi kiểu như vậy thì mình gặp rất là nhiều các bạn, và cũng không ít lần mình cũng đã nói với các bạn rồi, nhưng mà hình như các bạn cũng không chú tâm hay là các bạn cũng không để ý thì phải. Cái điểm ngoại giao, mặt xanh này nó chỉ thể hiện rằng cái điểm ngoại giao tổng cộng của bạn với cái faction đó nó là tốt thôi. Nhưng còn nếu là nó muốn giao thương các bạn hay không thì các bạn phải xem là nó có bạn có cái tài nguyên gì mà nó cần hay không. Và cái thứ hai nữa đó là cái mối quan hệ giữa bạn và nó có những cái điểm cộng điểm trừ gì các bạn phải chỉ vào đấy. Giao thương thì chủ yếu là như vậy. Còn tại sao nó tuyên chiến với các bạn nhìn nha, giả sử mặt nó xanh nhưng mà cái điểm đây mình thí dụ như này. Đấy, cái mức độ thân thiện của bạn này, mặc dù tổng giá trị là đang âm nhưng mà mức độ thân thiện của mình là đang cải tiến, thì cái nguy cơ xảy ra chiến tranh nó cũng thấp hơn. Đấy, mình sẽ tặng cho nó thêm ít quà nữa để tăng thêm cái điểm thân thiện, nó sẽ cải tiến. Như vậy thì ngoại giao của mình với các phe nó sẽ, thằng này suy yếu rồi. Chưa đó, thằng này mình cùng kẻ thù với nó mà nó vẫn không ấy à. Well, why do you trouble my digestion today? Vẫn không ăn thua này. Mình cùng kẻ thù với thằng này của nó rồi mà. Khó phết đấy nhỉ. Hùng nô thì ổn. Thằng này thì trung lập nhưng thằng này nó xa. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều đấy. Mình không biết lắm đâu, nhưng mà thêm một thằng du mục ở đây nữa. Thằng này thì còn ở xa lắm, chắc nó cũng không lên đất của mình đâu. Đang lo lắng nhất là thằng này. Tại sao nó lại ghét mình rồi? Nó vào đánh mình là mình SML đấy. Một lượt nữa. Mình vừa cho nó ít tiền rồi đúng không? Mà điểm ngoại giao vẫn chưa gia tăng lên được, nguy hiểm lắm. Bây giờ điểm ngoại giao đang suy yếu. Đang suy yếu là rất nguy hiểm các bạn ạ. Cứ để mấy thằng du mục này nó đốt phá hết cái khu vực này, nó chán thì nó khắc sang vùng khác thôi. Thì chúng ta sẽ khôi phục lại vùng này. Bởi vì chúng ta cũng không đánh được ai đâu. Cái giai đoạn đầu này quân Slaver yếu lắm. Gần như Slaver không đánh nhau, mà nhiệm vụ của nó chỉ là đi xây dựng các cái đền thờ thôi các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem cái nhiệm vụ của Slaver nhé. Các bạn nhìn này. Đấy, chỉ việc xây dựng một cái công trình này. Đấy. Đấy, nó chỉ yêu cầu xây đền thờ mặt trăng, đền thờ thánh địa gì đây này, đền thờ sói rực lửa, đền thờ sói tỏa sáng này. Nó không bắt các bạn phải chiếm đất, chiếm đai gì cả. Đấy. Đảm bảo rằng các phe phái sau không có quân đội hiện diện trên lãnh thổ. Đấy. Thế thôi, có nghĩa là không có các đội du mục. Nhưng mà chắc là chưa được. Bây giờ thì mình sẽ unlock cái công trình này ra để xây cái công trình này. Nó tăng tốc độ tăng trưởng và tăng vệ sinh dịch tễ này đã. Đồng thời nâng cái thành nó lên. Rồi. Bây giờ chúng ta cứ nâng cấp các nhánh quân sự đã, bởi vì dân sự bây giờ cũng chưa cần thiết đâu. Các bạn cứ yên tâm là như vậy. Mình phát triển đấy đã. Chết rồi, mình có tiền không nhỉ? 400. Chết rồi, nó suy yếu rồi.
Từ tặng quà cho nó đã. Speak. Do not waste time. Better spend time. Càng ngày càng tốn tiền hơn. Không tăng trưởng được. Greetings to you. I trust. Rất khó khăn đấy. Thằng này cũng đang suy yếu này. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. Chiến tranh với mấy cái thằng khỉ gió ở tận đâu này? Thôi chúng mày có đánh nhau ở đâu thì đánh nhá. Để cho anh yên. Nó đang di rời dần ra khỏi đất của mình rồi. Cố gắng lên vậy. Là nghệ thuật ngoại giao đúng dây. Lo nhất là cái thằng hai thằng này này. Mặc dù mình đang chiến tranh với thằng này là kẻ thù của nó đấy, mà nó vẫn chưa có vẻ gì nó thân thiện hơn cả. Rất khó nhỉ. Đến một mức nào đó thì căn bản thì mình cứ ném tiền vào mặt chúng nó liên tục như vậy thì ít nhiều mỗi lượt nó cũng có cái tí thiện cảm. À, lại cải tiến rồi. Nó chiến tranh với mấy cái thằng dợ phương Bắc. Sao mày lại rút về đây? Thanh niên này bây giờ mới là mệt này. Tốn bao nhiêu tiền rồi mà vẫn chưa cải tiến được lên tí nào. À rồi, lại cải tiến rồi. Ba cải tiến. Mình cần có một sự an toàn đó. Tốt nhất là cho nó thêm ít tiền nữa. Mấy cái thằng nó đang đứng trên đất của mình thế này. Không nô đâu. Cải tiến. Không nô đang suy yếu. Chết rồi. Let your words move me to anger or agreement. Hết mất tiền rồi. Còn có 200 đồng. Oh no. Oh no, nó chiến tranh với những thằng tận đầu đâu nhỉ? We will speak together of whatever you wish. But bring words that can warm our hearts. Này thì phải như này trước thì mới được. Chứ không ăn thua. Hết tiền rồi, anh thông cảm với em còn tiền nữa đâu. Vệ quân không giao động. Em hết tiền rồi anh ạ. Nhà em nghèo lắm. Anh đừng đánh em. Cố gắng sống sót đó. Ôi trời ơi. Đã nghèo còn bị chúng nó cướp bóc thế này. Kỳ hạn làm việc đã hết.
khó khăn quá nhỉ. Đang cải tiến. Đang suy yếu dần này. Đang cải tiến. Đang suy yếu. Thằng này lại chiến tranh với cả thằng Alan. Giờ hơi ăn cắm lợn thật. Thằng này nó kiểm soát được 3 thành cơ à? Thế một cái vùng nào nữa thế nhỉ? Thằng này thì lại hòa bình. Thế giới thật là khó khăn. Greetings. Now speak plain. Mình cũng không thể thiết lập quan hệ ngoại giao thân thiết với thằng đấy được. Nếu như không muốn hung lô nó đập cho. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. Ôi dồi ôi, phải 2000 nữa. Mà mình cũng không thể chiến tranh bọn kia được. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. Cho nó tí tiền tiếp vậy. Không đáng kể, nó không đạt đến mức để nó có thể. Chưa đạt đến mức để hung nô nó có thèm quan tâm, chứ đâu. Sợ nhất là suy yếu điểm ngoại giao với Huno. Mà tiền thì đâu có nhiều để mà đi cúng bái khắp nơi thế. Nếu như anh em nào mà xem cái chiến dịch này cảm thấy nó buồn ngủ hay nó tẻ nhạt đấy, thực ra là anh em quen chơi theo cái kiểu võ biển, có nghĩa là các bạn chỉ biết lấy nắm đấm để giải quyết vấn đề thôi. Như cái anh mình nói thẳng với các bạn một điều là như này. Nếu các bạn chơi tộc Slaver mà các bạn định dùng nắm vấm, nhất là chơi Antey mà định dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, thì các bạn thua ngay từ vòng quỷ xe. Tại sao á? Tại vì các bạn nhìn thấy rồi đấy, Slaver nó nằm ở một cái khu vực như thế nào. Và nhất là Antey nữa thì các bạn không có cơ hội gì nếu mà các bạn muốn chiến tranh. Thằng này nó mò đất nhà mình rồi, bạn phải tốn tiền cho nó rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Người dân, người lao động của chúng ta kiếm được đồng nào lại phải mất đồng tiền đó. Đánh đâu lại mất tiền đến đấy, khổ sở. Phải có 900 để xây được cái gì đâu. Cố gắng duy trì hòa bình thôi. Thằng này cuối cùng nó cũng chiến tranh với tộc Slaver ở phương Bắc à? Speak, I will listen before I turn you inside out. No. Đang cải tiến, tốt rồi. Hung nô nó sẽ đốt lốt cái thành bên dưới này rồi. Cái thằng này thì nó hình như nó cũng không chiến tranh khá thân với mình rồi. Thằng này nó lo này. Thằng này chiến tranh với ba tộc Slaver rồi. À, ba tộc du mục rồi. Các bạn thấy chưa? Đâu có dễ dàng gì đâu. You are welcome, Arthur. Chưa chơi được.
You are welcome, Orthom. Mất hồ sơ. Cố gắng sống sót đã. Các anh tha cho em tiếp nhá. Cần phát triển quân đội, nhánh quân sự của mình lên mức nhất định để mình có thể up quân lên đã. Nâng cấp được quân nó lên mạnh mạnh một xíu thì bắt đầu mới đánh nhau được. Còn cái lính đầy đầu thì không đánh được ai đâu. Rồi, Hung Nô đang tiến dần lên. Cả thế giới đang đánh nhau, chỉ có mình là đang đu dây. Ai chà. Hiệp ước hòa bình á. Không không không, tớ rất tốn rất nhiều tiền thì mới có thể có được cái hiệp ước với á. Thì không có lý do gì tới để hòa bình cả. Hòa bình bây giờ là chết. May quá, một phe bị hủy diệt rồi, một thằng du mục đã bị hủy diệt. Ô, hoan hô. Anh thanh niên này đã diệt được một thằng du mục. Nó còn đánh nhau với thằng Alan nữa. Để xem tình hình thế giới nào đã. Mình bớt đi một thằng phải lố cống tiền cho nó rồi. Điểm ngoại gia đang tăng trưởng. Từ nha. Bắt đầu từ đầu. Với Alan thì rất tuyệt. Trung lập. Please don't bother with meaningless pleasantries. Talk of meat. Lại phải tốn tiền bơm vào mồm nó. Hung Nô cũng đang tăng trưởng rồi. Thằng này suy yếu không sợ. Thằng này chiến tranh với Hung Nô mà. Mình không sợ. Nó suy yếu mình không sợ. Speak. I will listen before I turn you inside out. Vãi đã, vãi cả trưởng. 750 đồng nó cũng không chịu. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly. Flatter and đỡ được một tí. Đang cải tiến. Làm sao để sống sót được trong một cái thế giới như thế này đây. Đây rồi, Hung Nô đang vây đây rồi. Cứ từ từ để các cái tộc du mục nó chết sạch mọi đó. Và chúng ta sẽ sống sót và sống sót đã. Ai da, ai. Hay rồi. Ha. Hung Nô chiến tranh với thằng này chiến tranh với thằng kia. Oh, oh no. Thêm một phe phái đã bị tiêu diệt rồi. Mấy thằng du mục chết dần đi là ổn cho mình đấy. Thằng Alan chưa? Thằng Alan đây chưa phải quân đoàn chính nó. Hung Nô nó đông quân quá. Cứ cho chúng nó chết bớt đi đã. Mới có một phe du mục bị tiêu diệt thôi nên là mình chưa làm gì được. Rồi, chúng nó rút quân đi rồi. Cướp biển tàn bạo. Thương mại, hải quân. Mình đâu có bị... mình đâu có hải quân đâu mà lo cướp biển. Nhỉ? Tiếp tục xây công trình này để kiếm thêm tiền. Công trình này sẽ có được nhiều tiền này. Có tiền thì mới làm được các việc khác. Xem đã. Thằng Alan này chiến tranh với cả Hung Nô đang trung lập. Rồi ôi, lại phải bơm tiền rồi, chưa thể xây công trình này được. Thằng này. Please don't bother with meaningless pleasantries. Talk of me. Cải tiến. Đang cải tiến.
suy yếu à? Well, why do you trouble my digestion today? Ném tiền vào mồm nó đấy. The guards will have me listen to you, but do không chịu giao thưởng mình. Ôi giời ơi. Nếu mà nó đốt hết được cái vùng này, mình sẽ kiểm soát đốt cái vùng này để tiến ra biển đấy. Ờ, tiến ra biển thì mình giáp với La Mã thì lại vỡ mồm rồi. Nhưng mà không sao. Xem tình hình có nên tiến ra không đã. Rồi. Cái bọn du mục nó cứ ra khỏi đất của mình nên là mình cảm thấy yên tạ sống dễ thở lắm rồi. Tăng số lượng quân đoàn và hạm đội lên à? 1600. Cái này để nó chúng ta có thể cải tạo cái đội giáo binh của chúng ta lên giáo đời 2. Tiếp tục. Đối với chiến faction này các bạn cứ nhớ cho mình là chúng ta phải luôn luôn xem cái điểm ngoại giao là hàng đầu, nhất là mấy cái thằng nó gần gần mình. Đấy, Hung Nô lại suy yếu rồi. A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. 9000. What you say had better please my ears. 1000. Bọn này nó biết cướp tiền của xã hội đấy nhỉ? Speak, I will listen before I turn you inside out. Hay rồi. Tăng điểm ngoại giao. Rồi cho mày tiến xuống đi. Thuyết phục thằng này á, chiến tranh đốt với cái thằng dưới đấy. That I have no stomach for the meek. À, tí tiền thôi là được. Trời ơi. Ngoại giao đu dây là như vậy. Nó thì đang chiến tranh với một ông em. Một ông Slaver của mình, một người anh em cùng văn hóa với mình, trong khi mình thì lại tám trăm đi, xem nó chịu không. Ồ, để lấy mấy cái điểm ngoại giao mà khổ quá cơ. 1000 đấy, thua rồi vẫn không được à? Thế cơ mà. À, tốt rồi. Thằng này cũng tăng trưởng rồi. Không nô đâu. Hay à. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. Trời ơi, em còn tiền nữa đâu. Các anh cứ thế này. Em kiếm được đồng nào của anh cấu hết của em thế này thì em sống làm sao được. Cái độ khó huyền thoại này về căn bản nó đã là rất khó rồi. Thế nên là
giai đoạn khởi nghiệp này mà các bạn mà đòi đánh, mình nói rồi An Tây mà đòi đánh nhau thì các bạn chỉ có thua thôi, không đánh nổi đâu, thực sự các bạn như vậy. Quân đội thì củi mía, tiền thì ít, lại bị bao vây xung quanh quá nhiều các phe phái, chỉ có sử dụng chính sách ngoại giao đu dây này thôi. Chúng ta cũng không quá thân được với một phe phái đã bị hủy diệt, tuyệt thật. Alan đã chết, thêm một thằng du mục đã dẹo. Mình đang tăng trưởng với Hung Nô. Thằng này lại bị suy yếu. Lại phải bơm tiền vào mồm nó à. Đang cải tiến rồi. Thằng khỉ này. My time is better spent hunting than listening. So be quick with mất your 1000 của mình. Mà vẫn chưa ăn thua. Thế mày còn muốn cái gì nữa? Do mình chơi với thằng này. Mà mình không thế thì lấy đâu ra tiền mà sống. Greetings to you. Nó không chịu chơi với mình. Cuộc sống sao khó khăn quá. Sao này? Chúng ta đang bị cái sự kiện gì mà bị trừ vệ sinh ác này? Chắc không cái sự kiện gì thôi. Thống đốc à? Giảm tham nhũng. Giảm phí xây dựng. Cứ từ từ mà phát triển đã. Có lẽ đây là một trong những cái chiến dịch mà hầu như chúng ta không đánh nhau. Nó giỏi, cái chiến dịch này nó đòi hỏi các bạn làm quản lý hơn, nhiều hơn là đánh trận. Mình nói rồi, những cái chiến dịch như thế này nó không dành cho những thanh niên thích kiểu đánh nhau đâu, đánh trận đâu. Tất nhiên sau này mình phải đánh nhau chứ mình cũng không thể suốt ngày cứ đi ngồi rú trong nhà không nào để đi lo lót hết chỗ nọ chỗ kia để yên ổn được. Sau này mình có đến mức độ nào đó quân đội của mình đã mạnh rồi thì mình cũng phải đưa quân đi đánh nhau. Nó chắc là như vậy. Boronia bị tiêu diệt rồi, hay quá. Thêm một phe phái nữa bị hủy diệt. Boronia là cái phe nào? Thằng này nó lại chiến tranh ấy. À, một thằng du mục nữa dẹo kìa. Thanh niên này hổ báo thế. A flapping tongue that speaks without wisdom is not well. Thằng này vẫn chưa bị tiêu diệt à? Nó còn quân gì nữa mà nó vẫn chưa tiêu diệt nhỉ? Cái nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cái gì không mua được bằng tiền, bạn đã mua được rất nhiều tiền là nguyên tắc từ đầu chiến dịch đến giờ mình đang sử dụng. Và tổng thể của các cái chiến đền cây linh thiêng, xây cái này chúng ta có tiền. Thật là khó khăn nhỉ. Sống trong một cái thế giới như thế này. Có thể mình sẽ bắt đầu phải tích thêm tiền rồi.
tích thêm tiền để giải quyết vấn đề. Dần dần các bạn có thể thấy là dần dần các cái tộc du mục đang bị tiêu diệt dần rồi. Và đồng thời với việc đó thì mình sẽ khôi phục được các cái vùng lãnh thổ của mình đây. Phe phái Lazigas bị tiêu diệt. Thế giới ngày càng nhỏ hẹp. Thằng này mà dẹo lốt nữa thì tốt nhỉ. Vùng Nô đang di dần dần sang phía đông rồi. Phía tây rồi. Vùng Nô đang tiến dần sang phía tây rồi. Thằng này vẫn còn sống được kìa. Do not attempt to sweeten truth with honey. Wow, tặng 1.700, ta lấy đâu ra tiền? Mày đòi thì cũng vừa phải đấy chứ. Ép người quá đáng. Cho mày tí tiền là tốt lắm rồi. Speak, do not waste time, better spent hunting. Thế thôi. Chiến tranh với thằng dợ bên dưới này thì không đánh. Cái lọ mọ ở đất nhà anh làm gì? Để anh còn xây nhà, phát triển nhà cửa lên chứ. Mình phải có kinh tế đã. Có thể là chuẩn bị tiến xuống Việt Nam mua cái mấy cái xe bắn đá đã. Thằng này nó đốt để nó đi du mục à? Vãi. Đã nghèo thì càng nghèo hơn rồi. Bôi nhọ anh dự à? Láo thật. Có tiền rồi, 3.000 mốt đấy. What you say had better please my ears. Mỗi lượt cho nó 300 thôi. Bây giờ mình cũng phải bắt đầu tích tiền để mình phản công chứ. Cái thằng khủ khi này sao nó lại đốt nhà đi bụi đời nó làm rồi. Hung nô ở đâu à? Chuẩn bị lên đây để đập thằng này à? Rồi đập đi. Quá tốt, để vệ sinh. Ready for battle. Hơn 2.000 một lượt rồi. Kinh tế khởi sắc à?
Úi giời ơi. Nếu kinh tế của mình khá hơn một chút nữa, mình sẽ bắt đầu thành lập được một quân đoàn full để đánh nhau. Đấy là sau này thôi, còn bây giờ chưa phải. Mình nghĩ là mình cần kiểm soát cái khu vực Crimea. Thằng này nó đốt nhà xong nó đi bụi đời này. Nhau. Còn trèo lên đất nhà mình để cắm trại. Có mấy chiếc thằng bụi đời này. Rất mệt rồi anh Nô. We will gladly listen to your offers. Kinh tế của mình khá rồi thì mình phải phát triển thêm quân thôi. Rồi, xây dựng cái này thì có thể có nhà xây bắn đá và cung thủ. Cái này thì có bộ binh khiên lớn này, là bộ binh rất mạnh. Nhưng mà phải bỏ cái công trình này đi chứ nhỉ? Thủ phủ thì không thể đi xây ruộng được. Lên tiền đó. Ít nhất là trong một vài lượt nữa. Mình thấy có vẻ không ổn lắm nếu không đỡ bơm tiền cho thằng này. À, chiến tranh với lốt với thằng Slaver rồi. Chắc là chưa làm đánh nhau mình. Hãy để anh chàng Slaver của chúng ta bên kia giải quyết bọn này xem. Giai đoạn đầu cố gắng sống sót. Nền ngoại giao đu dây. Hầu hết bọn này về sau cho nó Attila đã được sinh ra. They made ready for war. Và đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Thế giới vẫn đang chìm vào bóng đen. Mặt đất lạnh dần và từng cơn gió thì thầm cái chết. Và ta bỗng thấy một con ngựa ô. Ông lên ngựa và Attila was born. Attila đã được sinh ra. Tất cả quy phục trước ông. For they knew he would devour the earth. Thì họ biết rằng ông sẽ còn càn quét mặt đất và đốt cháy mọi Attila was born from darkness. Attila sinh ra trong bóng tối và nỗi tuyệt vọng. Thực ra cái này người ta nói ai cũng phải nói hay được nhỉ? Bởi vì phần lớn người ta sinh ra trong buổi tối mà, có mấy người sinh ban ngày đâu. Được tăng tiền, hay quá. Ơ, mình vừa được tặng thêm một cái gì đấy nhỉ? Không à. Tiếp tục đăng ký, nghiên cứu diều binh Slavic.
Có được tí tiền. Con này thì chả tiến được đi đâu xa rồi mà. Hung nô thì đang suy yếu. Con này trung lập. Con này thì cũng không tiến được. Greetings to you. I trust you come with. Thằng này không chiến tranh với ai. Cho tí tiền nữa. Do not waste time. Better spend hunting. Ở đâu lại chui ra một thanh niên này đây? Are you brave or foolish or just mad? Well, speak. I have little gain in wasting the day on you. Anh không có nhiều tiền thế đâu. Cho mày 300 đồng để gọi là làm quà gặp mặt. Khó nhất là hung nô. No, no. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. Để cho nó tí tiền nữa. Định được lãnh thổ đây. Nâng cấp nhà xe bắn đá và chúng ta sẽ tuyển vài cái xe bắn đá đây nữa. Wooden Army, quân đội vàng, đội quân vàng, gớm nhỉ. Thế giới thật là You are welcome. Although my ancestors and people expect talk with purpose and honor. 300 đồng ấy. Đang cải tiến, không cần. Ta suy yếu rồi. Let your words move me to anger or agreement as you wish. Rồi. Chiến tranh hung nô. Greetings. Speak plain. Welcome. Speak. Come on. Thằng này cho mày tí tiền là tốt lắm rồi. Thanh niên này có 3 tỷ. Cho nó chiếm được thêm cái vùng này nữa. Mình vẫn duy trì chiến tranh với mấy thằng đấy là mình vẫn có thể tăng giữ được cái điểm ngoại giao ở mức độ nhất định nào đó.
lương thực mình đang ít à? Thật là khó sống. Cuộc sống du canh du cư nay đây mai đó. À, thằng này nó cử quân lên tem mình này. Mua quân nó ơi. Có một thằng dợ. Mày qua nâng cấp được đội speed lên đây rồi. Lên speed chuẩn rồi. Come, fight for us, lads. Are you ready to do your duty to the tribe? We need good fighters. Cần thì nhiều thế nhỉ? Này thôi. Vào đây con. Thế quái là mấy anh hung nô nghèo này không đi đánh bọn chúng nó ở dưới này đi nhỉ? Rồi, nó sẽ tấn công vào đây đấy. Hiện đây mình có đủ quân phòng thủ rồi. Được. Chơi được. Kể ra thêm được mấy thằng dìu nữa thì tốt. Vào đây con. Sớm hay muộn thì mấy cái tộc du mục nó cũng chết gần hết mà. Chỉ còn sau này thì chỉ còn vài tộc thôi các bạn ạ, là sống sót thôi. Mua thêm một thằng tướng nữa cho nó khác đây. Mỗi quân á. Cung thủ Slavic à? Mình có thể nâng cấp được lên rồi à? À đúng rồi. Mày chết. Cung này là cung bắn tên độc rồi. Lên ngựa này rồi, ôi hết tiền chứ. Mới nâng cấp bọn này lên tốn tiền hết. Này không có tiền mua quân chứ. Rồi nuôi cái bọn ngựa này tốn lắm. Thả nuôi ngựa đánh thuê có khi còn rẻ hơn. 250 này. 167 này. Sốc kỵ này này. Rẻ bèo luôn. Xạ kỵ như vậy. Kỵ gì mà cũng chả thấy có gì ngon mà đắt. Nói mắt thế này. There is no finer ending. Are
Are you ready to do your duty to the tribe? Fight with us! It's a good life! Tiếp tục. Đúng rồi, mình có thể tuyển được cung thủ Slavic rồi, bắn tên độc rồi. Vậy thì chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều rồi các bạn ạ. Cho nó tấn công. Bắn được tên độc rồi thì nguy cơ chúng nó ăn đòn là cao hơn rồi. Thành này thì chắc nó không dám đánh vì quân khá đông. Nguy hiểm nhỉ. Được sau áp kíp âm à? 5 1.000 áp kíp mà. Âm như thế nhỉ? The guards will have me listen to you. But do not pass the day in words without merit. Chỉ hy vọng Hung Nô nó trợ giúp mình trong việc vụ này thôi. Chứ rồi lượt sau mình bị âm tiền rất nặng. Darkness gathers, but you can be the light for my people. Mày chiến tranh Hung Nô à? Thôi. Chiến tranh Hung Nô thì anh cũng không dạy gì mà thân thiết với mày nhiều. Nếu như nó bị hủy diệt thì mình sẽ lên khôi phục cái vùng đất phương Bắc đấy. Rồi xong, Hung Nô đã đốt. Vậy là còn mỗi cái thành to. Giảm số lượng quân xuống rồi. Kinh tế của mình eo hẹp quá. Không đủ khả năng tiến đến đất của mình. Nó lại bị quân bị mất quân nữa. Upkeep rồi. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Đành phải bỏ tạm. Capturing new territory would spread the cost, as well as putting your troops to good use. Vâng, thưa ngài, tôi biết. For the tribe! Nhưng mà liệu cái này quân có trụ không là vấn đề. Xây được cái công trình này lên phát nữa thì mới có thêm tiền được. Ready for battle. 200. Kích nó cao quá. Mẹ cái thằng này nó lại còn đốt nhà, nó cũng như nó không ấy, nó lại đốt nhà xong nó sang nhà mình để nó đi lang thang bánh mình. Đi đánh nhau thì không đánh, còn đứng đây cướp đất nhà mình. A flapping tongue that speaks without wisdom is not. Căng nhỉ. Để xem nó đánh được không đã. Only the greatest dare speak of peace to their enemies. Only the weak seek the death of all. Thank you.
Cung nô nó cũng rời xa rồi, mình cũng đang cần tiền nữa. Dù sao cái thằng Ostrogoth đấy thì nó cũng rồi rất nhiều quỷ đá và đỉnh spi. Mình hơi ít cung thủ ấy, nhưng được cái cung của mình toàn cung độc. Thêm mấy thằng cung thủ nữa thì ngon nhỉ. Điều cái thành này hơi khó phòng thủ. Nó thì toàn quỷ đá, thành quái quỷ quá. Sao cái thành gì mà quái quăm này? Bắn tên độc thì phải bắn thế nào cho nó ổn, còn không phải cứ bắn là bừa được đâu. Bắn tên độc và bắn ẩu là chết cả quân mình luôn đấy. Đây rồi. Chặn vài cái lối vào này thì là nói chung là nó không vào được. May mà mình lên được cái đội speed này nâng cấp lên rồi. Cái cổng này cũng sẽ có một phe nó tiến vào à. Mình phải đặt cái tháp quân ở đây để bảo vệ tháp canh. Đội cung này có nhiệm vụ bắn tên độc. Thế cơ mà. Không được.
for blood and battle! Scrappers ready! We'll kill them all! Battle ready! Our great forefathers built this city. Cứ đứng ở đây đã. We fight now. Xem tình hình nào đã. Defend these walls with your lives, and if they are breached, and we are forced to fight in the streets, then repel the invaders. Mấy Slaver của chúng ta. Xấu trai vãi trưởng. Bắt đầu chúng độc rồi con ạ. Nó bắt đầu chúng độc. Úi dồi ôi. Cái hay của cái tên độc là như vậy. À, chúng độc rồi con ạ. Mày chúng độc. Nhưng mà nó chúng độc không lâu, bởi vì đội này chỉ là cung bắn tên độc lại nhẹ thôi. Phải cả là cái đội cực bắn tên cung độc đời cuối, nó bắn lên tên kịch độc cơ. Nó mới mất nhiều quân rồi. Đội này không bắn đây nữa. Bắn như vậy giữ chết cả con mình đó. Mình cần một chỗ để cho nó bắn. Đây, nó bắn như thế này. Đây, gọi vào đây cho anh. Dội vào đây cho anh. Ra đây. Bắn tên kích độc cho anh. Cẩn thận kẻo bắn vào đầu con mình. Cổng bên này thì yên tâm rồi. Nó chết chắc chắc. Bắn bọn này cho anh. Đây rồi. Bắn tên kịch độc cho anh. Rồi. Lã tên độc vào đây cho anh. Cái hiểu cái đầu lâu xương chéo mà bên cạnh các đơn vị quân của nó này là nó bị trúng độc các bạn ạ. Vâng. Rồi, bắn kích độc vào đây cho anh. Fire on them! The enemy have rallied their units. Rồi. Các bạn có thể thấy là nó trúng độc chết rất ghê gớm này. Thấy không? Ready for battle! Đấy, chúng chết độc. Ôi. Một đạo quân của chúng ta đang bỏ chạy này. Bị mấy thằng tên này bắn à? Bắn vào thằng này cho anh. Được rồi. Cung ở đây đâu à? Ra đây hỗ trợ đi. Tướng đâu à? Tướng đâu ra đây? Cổng này đang bị tấn công rất dữ dội. Chắc khó chịu được. We
us their heart. Our general is being attacked. Keep him alive. Cổng bên này có vẻ ổn rồi. Hai đội này ra đây. Bắn tên kịch độc cho anh. Hai. Đâu rồi? Bắn bọn này. Bắn kịch độc ra. Cho chúng nó biết sức mạnh của tên độc Slavic nhá. Tĩnh nào anh em, đứng lại đi. Rồi, bắn tên kịch độc, cứ bắn kịch độc cho anh. Để điều khiển đội cung thủ bằng tay đấy, không thể điều khiển bắn thường được đâu. Để mà bắn cẩn thận không ẩu là chúng quân mình là SML. Quân mình chết luôn. Nó xong rồi, rút về đây. Cho mày biết sức mạnh của kịch độc Slavic. Đây, 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 bắn mấy con ngựa nó đi. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Nhanh. Đội này lùi lại. Giết tướng nó. Mày biết sức mạnh của tên độc Slavic chưa? Tướng địch đã chết. Rồi. Anh em, bắn vào đây. Cho mày biết sức mạnh của... Bắn mấy con ngựa đây. Ồ. Bạn nhìn thấy đội cung thủ nó bắn chưa? Một mình đội cung thủ nó fire cho bọn này gần chết hết luôn. Rồi, các bạn thấy có một cái chiến thắng nào nó khó hiểu như này không? Cái tỷ lệ thắng của chúng ta rất thấp, nhưng mà chúng ta kết thúc trận chiến bằng một chiến thắng mà có thể nói là không tưởng. Mặc dù tinh thần chiến đấu của binh sĩ của chúng ta rất là cùi các bạn thấy đấy. Nhưng mà các bạn thấy cái đội cung Slavic nó bắn như nào rồi? Đây là cái đội quân ở chúng cái thành này rất là quái dị này các bạn ạ. Chúng ta không phòng thủ được trên tường thành. Nếu mà nó có cái tường thành giống như thành của đội mấy thằng dợ ấy, nó có cái vòng tròn xung quanh ấy, mà đặt cái đội Slavic này, nó cái đội cung thủ này nó đứng ở trên tường đấy nó bắn ấy, thì đội quân này của bọn chúng nó chết còn nhanh nữa. Mà thôi không sao. Không biết mình có mất đơn vị quân nào không. Mất thì mình cũng phải mua lại thôi. À không, mình sẽ chuyển quân từ cái quân đoàn kia sang. Chả mất đơn vị quân nào cả. Hồi 1%. Và nó đứng ở trên đấy thì nó cũng có đi được đâu đâu. Đây, cung thủ của Slaver nó là nguy hiểm như vậy đấy các bạn ạ. Nó không gây đam cao mà nó gây một cái chết từ từ êm ái. Tao sẽ cho các bạn biết cái một cái chết từ từ và êm ái. Biết sợ anh chưa?
Ôi thằng Hung Nô nó cướp tiền của mình kìa. Mình giảm biên chế quân đội rồi. 300 nó cũng sống được mẹ cái thằng Hung Nô kìa. Cái này đau đầu. Cái này thì nó khắc tự sửa chữa hơn. Mất bao tiền của mình. Vấn đề là bây giờ mình còn không tăng được quân lên. Vẫn phải thêm một thằng dìu nữa nhỉ. Cần. Càng lắm nhưng mà đơn giản này. Bọn này thì nó không có tên độc. Tên tẩm độc. Đây chỉ là lính bắn tên tẩm độc đời đầu. Đây mới gọi là bắn tên độc, kịch độc này các bạn này. Cái bọn này nó bắn ấy thì chết còn khủng khiếp hơn nhiều so với bọn này. Đây này, nó bắn cực độc luôn và cái tỷ lệ và quân sát thương còn cao hơn rất nhiều. Rồi bây giờ thì nó đang vất vả ở đây. Mình thì cũng không có quân mà hết tiền. Cái phái Maya đã bị hủy diệt. Rồi thêm một thằng du mục bị hủy diệt rồi. Còn thằng này speak quickly and well. Thôi đầu nhất anh Hung Nô đã suy yếu với mấy anh Hung Nô này. What you say had better please my ears. Cái này thôi. Mấy thằng Slaver, à mấy thằng du mục còn mỗi thằng này thôi. Thằng này thì chắc cũng khó sống lắm. Bị hai tộc Slaver đã đuổi rồi. Thằng này thì bây giờ quân vất vưởng ở đây thì chắc không về được. Còn cái thằng khỉ gió này nó lại đốt nhà đi bụi đời. Đang cải tiến. Greetings. Now speak plainly, for we are an honest folk and value honesty in others. Rất đau đầu. I welcome you, worthy speaker. Không chịu train mình. Thôi qua lượt đã. Trận đầu như vậy thì nói chung là cũng ổn rồi. Cho nó biết sức mạnh của hung thủ Slaver nhá. Ôi Hung Nô ơi, anh đừng cướp em nữa. Em đã nghèo thì chớ rồi, đi đánh nhau ở đâu thì đánh đi. Ồ quá, anh cứ đánh em này thì em sống làm sao. Kéo hết quân sang phương Tây đi. Phương Đông thì để lại cho mình. Bây giờ mình cứ nâng cấp nhà cửa mình lên cao cao thì đã, xong rồi thì mình mới tính đi đâu tiếp được. Lại còn cắm trại trên nhà mình nữa. Đã nghèo thì chớ. Đang yên đốt nhà đi bụi đời. Rồi. Hôm nay thì cắm trại đây thôi chứ Hung Nô nó sang nó thịt. Thằng này nó chạy tít đây nó đánh nhau gì với mình. Con này thì không sợ. Tiếp tục suy yếu, thật là nguy hiểm. Speak, do not waste time, better spent hunting. Nếu phải cho nó tiền như này, đau thật.
We will gladly listen to your offers. Thực tế bây giờ nuôi quân nhiều quá, không có tiền. Tất cả tiền để phát triển. Nghèo thế này. Lại đến cái thằng này nữa. Cướp bóc đất của mình. Đi bụi đời đi. Đứng đây cướp đất anh sống làm sao được. Ready for orders. For the tribe. Warriors all. For the tribe. Mấy anh cung thủ bắn kinh hồn luôn. Mấy thằng này có cần nuôi không nhỉ? Đắt quá. Hay nó bỏ tạm đi. Biết là nó xịn nhưng mà tiền nuôi bọn này đắt quá. Đấy, được 2000 để phát triển kinh tế đó. Biết là nó rất là ngon. Nó mà bắn cho thì bọn này chết như dạ luôn. Nhưng mà bây giờ cứ nuôi cái bọn đấy thì suy sụp nền kinh tế. Bây giờ thì cái khu vực phía bên đấy nó cũng khá an toàn rồi. Hầu như cũng không thằng nào đánh được mình ở khu bên đấy. Rồi xong. Hung Nô đã xử lý được xong một thằng này. Khổ quá kìa. Sao chúng nó không đi bụi đời đi, nó cứ sang đất nhà mình nó ở thế này. Rồi, tốt quá, một thằng đi bụi đời rồi. Thằng nữa đi. Còn cái thằng cắm trại kìa, đi bụi đời luôn đi. Cứ đứng ở đây. Ready for orders. Thế chứ, có thêm tiền rồi. Tăng phòng thủ cận chiến và sĩ khí trung thành. Dư cờ. Ây à, lần này lên có tiền đấy. Nghèo quá. Trời đất ơi. Tốt rồi, Hung Nô đó tiến sát ra, ra tiến tận sang phía đông này. Nó còn bận đánh nhau phía bên này. I welcome you, worthy speaker. Hung Nô chiến tranh, thằng này chiến tranh với cả Hung Nô này. Thằng này bị giạt xuống tận đây rồi kìa. Bị thằng Slavic nó đánh nó giạt xuống tận đây rồi. Mình sẽ cố gắng khôi phục mấy cái vùng phía trên này lên. Rồi. Tạm ổn. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.